nhà đất Hồng Sơn mến chào quý khách. Rất vui được gặp lại quý anh chị quý hàng trên kênh YouTube nhà đất Hồng Sơn, chuyên nhận mua bán ký gửi nhà đất khu vực thành phố Dĩ An cũng như thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và các khu vực lân cận như thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Tân Uyên, Bình Dương. Buổi chiều hôm nay mình sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà mặt tiền đường. Nhà này có con đường phía trước rộng 10m, vỉa hè mỗi bên là 5m. Tổng lòng đường và vỉa hè lên tới 20m quý vị nhé. Và căn nhà mình giới thiệu cho quý vị có diện tích chiều ngang là 7,5m, chiều dài 20m, có tổng diện tích là 150m, sổ hồng riêng thổ cư 100%. Nhà được xây dựng một căn nhà cấp 4 quý vị nhé, nhà mới xây dựng năm ngoái với công năng view phòng khách cực kỳ rộng luôn, có 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 2 phòng vệ sinh, view phòng bếp, một căn nhà ở rất là mát. Nhà này quý vị có thể mua về để vừa ở vừa kết hợp với kinh doanh buôn bán ở đây. Phía trước là con đường kinh doanh buôn bán quý vị nhé, đường rất là lớn, nhà có hướng Tây Nam. Bây giờ mời quý vị vào trong để ta tham quan chi tiết căn nhà này. Ngoài ra Hồng Sơn còn đăng rất là nhiều sản phẩm trên Zalo, Facebook, TikTok, Fanpage đều mang từ khóa nhà đất Hồng Sơn. Nhà này thì có địa chỉ tại phường Thuận Giao thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vị trí cách vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú tầm khoảng gần 2 km quý vị nhé. Quý vị có nhu cầu đi xem liên hệ với nhà đất Hồng Sơn qua số điện thoại trên màn hình. Hẹn gặp mình ở ngã 6 An Phú, mình sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp căn nhà này. Quý vị đang xem nhớ lưu số điện thoại của Hồng Sơn và hãy ấn đăng ký kênh để nhận được những thông báo những video mới nhất quý vị nhé. Di chuyển vào trong, đây là khu vực phòng khách này. Phòng khách cực kỳ rộng, view kinh doanh buôn bán quý vị. Và từ vị trí này mình nhìn ra cái vỉa hè cũng như con đường phía trước. Vỉa hè và lòng đường rộng lên tới 20m quý vị nha. Và nhà mình có diện tích chiều ngang 7,5m quý vị nha. Đây là khu vực view phòng khách quý vị này. Phòng khách cực kỳ rộng luôn. Chủ nhà xây thiết kế view kinh doanh buôn bán và chủ nhà đang chào bán với giá 6 tỷ 200 triệu đồng quý vị nhé. Quý vị có nhu cầu đi xem trực tiếp, giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Chủ nhà sẽ để lại một số nội thất trong nhà cho quý vị khi mua về ở. Nhà có 2 phòng ngủ ở tầng trệt. Đây là phòng ngủ thứ nhất này. Phòng ngủ thì kê giường, kê bàn trang điểm, kê tủ áo vẫn còn rộng rãi thoải mái quý vị nha. Chủ nhà thiết kế 2 phòng ngủ và phòng thờ thì để trên. Còn cái vị bếp, bếp cực kỳ rộng luôn quý vị nha. Có bộ bàn ăn 8 ghế ở đây. Bằng gỗ đặc nguyên tấm. Trong đây là khu vực phòng bếp này. Bếp rất là rộng quý vị nha. Và chủ nhà thiết kế cái phòng thờ ở đây quý vị. Phòng thờ trên đây. Phòng thờ trên đây thì lớn bằng nguyên cái phòng ngủ ở dưới quý vị nha. Vì phòng thờ nên mình cũng hạn chế quay trên. Ở dưới có 2 phòng ngủ thôi. Là vừa đủ rồi. Phòng rất là rộng luôn quý vị nha. Đó. Phòng ngủ này. Và bên đây chủ nhà thiết kế 2 cái phòng vệ sinh ở đây. Bên đây thì có 2 phòng vệ sinh hai bên quý vị nhé. Đây. 2 phòng vệ sinh hai bên. Phía sau mình có cái đường luồng đường sau nữa quý vị này. Ở đây thì mình có thể làm cái bếp thứ hai ở đây. Chủ nhà thiết kế làm 2 bếp được ở đây quý vị nhé. Mẫu nhà na ná như ở quê. Nhà được xây một trệt đầy đủ công năng hết quý vị. Dạng nhà có diện tích lớn như thế này cũng không cần xây nhà lầu. Ở rất là thoải mái quý vị nha. View thông thoáng mát mẻ. Giá 6 tỷ 200 triệu đồng.
tổng diện tích là 150m. Quý vị có nhu cầu đi xem căn nhà này thì liên hệ với nhà đất Hồng Sơn qua số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp căn nhà này. Và quý vị đi xem, hẹn gặp mình ở ngã 6 An Phú, mình sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.